Ui, nó giống các bạn, Mình hỏi thật nhá, bạn có thích Baccarat Blues 540 của MFK phiên bản đánh chết không? Thích, mình cũng thích. Nhưng mà bây giờ bảo bỏ số tiền tầm 7 triệu đồng ra mua 70 mil thì nó thật là đau tim lắm. Trước đây ấy, thì mình có mua một cái phiên bản clone, đó chính là Violet Bookquest của nhà Abnon. Và dùng em này khá nhiều đây nhá. Đây là mình, đây là người yêu mình dùng, còn mình có một chai riêng. Hai chúng mình đều rất thích chai nước hoa Baccarat Blues 540 tại vì mùa đông ấy dùng con đấy bám tỏa rất là ổn. Nhưng mà chai này thì mùi na ná giống, có được khoảng tầm 70 đến 80%. Và mình đã có một cái video review rồi, và nếu bạn nào quan tâm đến em này thì các bạn có thể xem. Còn nếu mà bạn muốn một cái sự giống hẳn thì ngày hôm nay chúng ta có Harman Amber Oud phiên bản True đây. Đẹp. Và hãy cùng nhau đón xem trong này có gì nhỉ. Đầu tiên chúng ta có một cái hộp nặng, đẹp, trông rất là sang chảnh đây. Đó, mở ra có một chai nước hoa tông sật tông màu đỏ luôn, cảm giác kiểu giống Baccarat Blues 540 với màn em với màn đấy chết vãi đấy. Đóng vào rất là xịn sò nha. Và đây là nhân vật chính. Nhà này thì mình có review con Gold Edition rồi, và con đó thì mình bị chê khá là nhiều. Mình nói thật là mình cũng không thích con Gold Edition lắm, nhưng mà khi mà mình cầm con này trên tay thì mình mở vòi ra. Ui, nó giống các bạn ạ, nó giống lắm. Về thiết kế thì cũng không có gì đặc biệt. Nó chỉ khác cái phần đằng sau so với phiên bản Gold Edition là màu đỏ thôi. Và tất cả từ Harman, Amber Oud, Ru là chữ màu đỏ nhá. Còn đây là làm bằng cái tấm kim loại, trông khá là chắc chắn. Tóm lại là cầm ok, giá thì cũng chấp nhận được. Cái thời điểm mà quay video này thì nó cũng đang rơi vào tầm 20 độ. Thì tối nay mình đi làm đêm nên là tranh thủ mình sẽ xịt một hai shot lên tay. Thực ra xịt nhiều rồi. Nó giống lắm. Trời ơi, lại phải nói một lần nữa là giống. Con này mình thấy rằng là nổi ở trên TikTok khá là nhiều. Thì với quan điểm của mình ấy, khi mà mình xem những cái kênh như kiểu TikTok và những cái nơi mà bán hàng ấy mà recommend một chai nào đấy, thì mình cũng luôn luôn đặt một cái nghi vấn, đặt một câu hỏi liệu nó có thực sự ngon không. Dạo này cũng thấy hot chai 9pm nữa. Thì chai đấy cũng đang chờ về, nên là khi nào có thì sẽ làm luôn, anh em đỡ phải hỏi ấy. Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra thì không, chưa chả cần xịt, các bạn ngửi ở đầu vòi thôi thì nó rất giống phiên bản Baccarat Blues 540 phiên bản Exchange nhá. Và có thể nói là nếu như người nào mà chưa có kinh nghiệm nhiều với nước hoa, chưa được ngửi nhiều, thì mình đảm bảo với các bạn rằng là các bạn sẽ không biết đâu là phiên bản MFK, đâu là phiên bản của nhà Harman này. Đấy là điều chắc chắn luôn. Nếu mà để xịt ra giấy cho hai bạn ngửi, thì nếu mà không mà rảnh thì mình cũng sẽ đi quay phỏng vấn xem là mọi người thấy hai mùi hương này có giống nhau hay không. Và mà nếu như trả giá thì mọi người sẽ trả giá cho mùi hương nào đắt hơn. Thì mình nghĩ là đây là một cái video khá là thú vị đấy. Vừa mới xịt ra ở trên tay nhá, mình vẫn còn ướt luôn, vẫn còn đang ướt ướt ở mầm này, không biết là các bạn nhìn rõ không. Thì em này nó gần như là không nhận thấy cái mùi ngọt đường cháy như ở Baccarat Blues 540. Chai đấy mình nhớ là mình xịt ra thì nó cũng như nhau, nó mãi là xem. Hai con mới xịt ra thì cái vai ngay ở đầu vòi và cái vai khi mà dính ở trên da khoảng tầm 5 phút đầu, gần như các bạn sẽ không nhận thấy nó có một cái nét gì của cái mùi mà ở trên đầu vòi cả. Đấy là một cái điều rất là khác biệt của chai Baccarat Blues 540 này, của chai nước hoa này. Trong cái khoảng thời gian đầu ấy, khi mà mình ngửi con này ở trên da, thậm chí là mình lên thấy cái vai thuốc sát trùng khá là rõ, rất rõ luôn. Chứ nó không như Baccarat Blues 540 với màn Exchange, mình ngửi thì còn không thấy rõ. Nhưng mà em này thì mình nhận thấy cực kỳ rõ ở trên da này. Đây là một cái điều mà nếu như bạn nào mà thích cái mùi hương này ấy, thì các bạn cần phải vượt qua cái thời gian đầu. Tại vì con này lên, cá nhân mình lên thấy lên mùi thuốc sát trùng rõ hơn cái phiên bản của MFK. Và sau khi khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng ở trên da thì cái nét ngọt nó bắt đầu lên. Nhưng các bạn phải định hình rõ nhá, đó là cái mùi của MFK Baccarat Blues 540 thì nó có một cái điều là nó là mùi kẹo đường cháy. Và cái mùi đấy mình ngửi sau khoảng tầm một tiếng trên da nó cực kỳ rõ. Những cái kẹo bông mà các bạn cứ mua ở loanh quanh ở Hồ Tây, người ta thỉnh thoảng người ta cũng quay vào que này, thì thỉnh thoảng người ta quên một cái thì cái mùi cái đường nó cháy lên thì nó rất là khét, nó rất là giống.
Nhưng ở con này nó có một cái điều là gần như sau khoảng tầm 1 đến 2 tiếng mình ngửi trên da thì cái nét đấy nó không lên được rõ. Nhưng người khác ngửi thì lại thấy nó lên cực kỳ rõ. Thì đấy là một cái điều nó mà mình thấy rằng là đấy là sự khác biệt của hai chai nước hoa. FK kia mình là người xịt thì mình có thể ngửi được cái nét ngọt đấy ở trên da một cách rõ ràng. Nhưng em này thì mình gần như là không nhận thấy và phải kiểu thỉnh thoảng nó lúc mà mình để xa ra và lúc mình vận động cơ thể mình nóng lên thì cái mùi hương nó tỏa lên thì mình mới ngửi thấy. Còn nếu mà cứ đưa tay vào ngửi như này thì gần như là nó rất là mờ nhạt, nó rất là mỏng. Và đây là một cái điều rất là nguy hiểm dành cho những bạn nào mới khi mà tìm hiểu về nước hoa hay là thích cái chai Baccarat Đông Mùng Không này, thì các bạn sẽ bị xịt quá đà, tại vì các bạn uống vào trong cảm giác là các bạn không ngửi thấy. Thực chất thì mình nghĩ rằng là đây là một cái mùi hương nhân tạo, kể cả chai nước hoa 540 nó cũng là mùi hương nhân tạo là phần lớn. Nên là cái có thể cái lượng phân tử nó quá là nhiều nên là nó đưa quá nhiều thông tin đến mũi mà não ta không xử lý kịp thì chúng ta sẽ dẫn đến việc là chúng ta bị cái là chúng ta không ngửi thấy mùi. Nhưng mà các bạn yên tâm, mùi hương này mình đã test rồi, mình cho mẹ mình ngửi. Thì có khoảng tầm mấy ngày nào mình sang mình hỏi mẹ ngửi thấy chưa? Có, thơm á, thích, mùi ngọt, sử dụng mùa đông ổn. Đấy, đấy là những gì mà mẹ mình nói với mình. Vì thế nếu như bạn mua chai nước hoa này thì bạn sẽ rơi vào tình trạng là bạn sẽ không ngửi được một cách rõ ràng mùi hương này. Hoặc là chờ đúng là bạn vận động, còn người xung quanh thì người ta sẽ ngửi rất là rõ và bạn sẽ được nhận được lời khen như là ở chai Baccarat Rouge 540. Đánh giá về độ giống nhau thì với cá nhân mình đánh giá rằng là hai cái mùi hương này nếu như các bạn xịt ở trên da và các bạn cho người khác ngửi thì chắc chắn là người ta sẽ khó lòng mà nhận biết được đâu là FK, đâu là Haraman. Nhưng nếu như bạn xịt hai mùi trên da và bạn ngửi thường xuyên liên tục thì bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt rõ ràng như mình đã vừa nói. Thì mùi hương này mình đánh giá là giống chắc khoảng tầm 80-90%. Vậy thì về độ bám tỏa của em nó ra sao? Thì mùi hương này nó lưu rất tốt ở trên da. Có thể nói là nó ngang phèo với con FFK Baccarat Rouge 540 dù là phiên bản EDT hay là phiên bản Extrait. Thì cái sự so sánh giữa hai phiên bản đấy mình cũng đã có một cái video rồi. Đó lại là những cái nhà nước hoa đến từ Trung Đông, đến từ Ả Rập đủ các thứ. Họ làm về cái độ bám tỏa thì đấy như kiểu cái điểm mạnh của họ ấy. Và khi mà họ làm mùi hương này thì cũng không có gì là khó khăn với họ cả. Nên là với cá nhân mình thì mùi giống, độ bám tỏa rất là khủng khiếp. Lưu ở trên da chắc phải tầm 8 tiếng đủ ra, 10 tiếng thừa sức. Còn lưu ở trên quần áo nếu như các bạn có một ngày nào đó trời trở lại các bạn xịt chai nước hoa này và xịt lên quần áo, và các bạn để may mấy hôm sau các bạn cứ treo đấy thì các bạn vẫn sẽ ngửi thấy cái mùi hương này. Đấy là điều chắc chắn. Còn nếu mà ông mà cứ bảo là tắm rồi mà không ngửi, tắm xong rồi mà vẫn ngửi thấy thì cũng thấy hơi điêu, tại vì ông tắm bẩn thôi, tắm sạch mà. Mua nước hoa mua sữa tắm của Menology tắm là không ngửi thấy mùi đâu. Về cái phong cách cũng như là về cái thời điểm của mùi hương này thì mình thấy rằng là đây là phiên bản clone của Baccarat Rouge 540 của nhà FK. Nên toàn bộ những cái gì mà mình nói về cái phong cách, về cái thời điểm, những cái điều cần lưu ý thì các bạn có thể xem lại video đấy. Đó lại là thích một cái mùi ngọt, sang, nịnh mũi. Nhiều khi thì hơi bị lên thuốc sát trùng một tí, nhưng mà bám tỏa tốt này, sử dụng tốt vào mùa đông thì mua chai nước hoa này. Đặc biệt là không có tiền mua Baccarat Rouge thì có thể mua chai nước hoa này. Và với cá nhân mình thì mình chắc chắn sẽ mua chai nước hoa này chứ mình không mua Baccarat Rouge 540. Còn nếu như các bạn thấy video này hay là các bạn thấy rằng là đây là một cái lựa chọn tốt thì hãy bình luận cho mình ở phía dưới và đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi để có thể nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.